chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin tài chính trong bản tin tài chính sáng nay của báo Thanh Hóa Điện Tử. Dạng sáng ngày 16 tháng 6, thị trường vàng trong nước vẫn giữ nguyên giá vàng miếng, giá vàng nhẫn đảo chiều tăng mạnh. Giá vàng hôm nay 16 tháng 6 tiếp tục đứng yên. Như vậy, giá vàng miếng đã giữ nguyên phiên thứ 8 liên tiếp. Cụ thể, giá vàng SGC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng là 74,98 triệu đồng một lượng mua vào và 76,98 triệu đồng một lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Giá vàng SJC mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Giá vàng Doji tại khu vực Hà Nội là 74,98 triệu đồng một lượng mua vào và 76,98 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng Doji ở thành phố Hồ Chí Minh mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội. Giá vàng PNG niêm yết ở mức 74,98 triệu đồng một lượng mua vào và 76,98 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng bảo tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 75,5 triệu đồng một lượng mua vào và 76,98 triệu đồng một lượng bán ra. Trong khi đó, giá vàng nhẫn hôm nay tăng mạnh ở một số thương hiệu vàng, không cùng xu hướng với giá vàng miếng. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 4 số 9 Hưng Thịnh Vượng tại tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Đầu Di niêm yết lần lượt ở ngưỡng 74,5 và 75,25 triệu đồng một lượng chiều mua vào và bán ra. So với đầu phiên giao dịch tuần trước, giá vàng nhẫn đồ gì tăng 350.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SGC niêm yết giá nhẫn tròn trơn 4 số 9 ở ngưỡng 72,9 triệu đồng một lượng mua vào và 74,5 triệu đồng một lượng bán ra, không thay đổi nhiều so với đầu phiên giao dịch trước. Giá vàng miếng 4 số 9 tại Bảo Tín, Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 73,88 triệu đồng một lượng mua vào và 75,18 triệu đồng một lượng bán ra. So với đầu phiên giao dịch tuần trước, giá vàng nhẫn được đơn vị này tăng 200.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Theo cập nhật giá vàng thế giới hiện ở ngưỡng tám USD/ounce, vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức bốn USD/ounce. Vàng đảo chiều tăng trong ngày giao dịch cuối cùng của tuần khi được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu giảm, ghi nhận tuần tăng đầu tiên sau 4 tuần khi dữ liệu kinh tế mới nhất của Mỹ cho thấy áp lực giá giảm nhẹ, giúp thúc đẩy tâm lý lạc quan rằng việc cắt giảm lãi suất của cục dự trữ liên bang Mỹ Fed có thể sắp diễn ra. Dự báo về xu hướng giá vàng, trong những tuần gần đây, thị trường vàng đã chứng kiến những biến động lớn trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất thay đổi mạnh mẽ. Mặc dù vậy, theo chiến lược gia về vàng, Josh Milling Stanley của State Street Global Advisor, kim loại quý này vẫn được hỗ trợ tốt ngay cả khi Fed ngần ngại đưa ra quyết định nới lỏng chính sách tiền tệ. Trong một cuộc phỏng vấn với Kiko News, chuyên gia này nói rằng vàng vẫn là tài sản hấp dẫn khi thế giới vẫn còn nhiều bất ổn, và ông không coi việc phép trì hoãn các giảm lãi suất là trở ngại đáng kể với vàng. Ông Jeffrey Christian, đối tác quản lý của CPM Group, cho biết phép điều chỉnh lãi suất có lợi cho vàng, nhà đầu tư chuyển sang các tài sản ít rủi ro hơn như vàng. Ngân hàng ING NV dự đoán giá vàng sẽ đạt trung bình 2.300 usd trong quý này và quý tới, trước khi tăng lên mức 2.350 usd trong quý 4 năm 2024 với giá vàng trong nước giữ nguyên và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 2.332,8 USD tương đương gần 71,6 triệu đồng một lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank chiều thuế phí. chênh lệch giữa giá vàng ngày 15 tháng 6 tại thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 65,4 triệu đồng một lượng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung bản tin tài chính sáng nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!